vị trở lại với chương trình làm đẹp và sức khỏe của công ty dược mỹ phẩm Forever Biomore ngày hôm nay. Đặc biệt là Ngọc Nhi giới thiệu quý vị hai loại Fucadan. Một loại là Fucadan tươi, là từ rong biển tươi. Một loại là Fucadan đã vào chai rồi. Thưa quý vị, trong tuần qua, Ngọc Nhi có rất là nhiều khách hàng gọi vào và các bác lớn tuổi rất là cẩn thận hỏi như vậy nè. Cháu ơi, cái Fucadan của cháu đó hàm lượng bao nhiêu vậy? Bây giờ thị trường tùm lum quá, bắt mất lòng tin quá. Thưa quý vị, trên cái hộp của quý vị đó có đầy đủ rõ ràng hết là 70-80% là Fucadan đậm đặc cho quý vị. Thưa quý vị, ở thị trường có rất là nhiều loại Fucadan, Fucadan viên có, Fucadan bột có, Fucadan nước có. Nhưng mà cái loại Fucadan mà cao cấp nhất hiện nay vẫn là của công ty dược mỹ phẩm Forever Biomore. Fucadan là gì? Thưa quý vị, Fucadan là được chiết xuất từ những cái loại tảo nâu tươi của Nhật Bản. Trong cái tảo nâu đó đó, cái hàm lượng trích xuất ra được gọi là Fucadan. Fucadan là cái thành phần được chiết xuất từ cái tảo nâu. Thì nếu quý vị đó mà muốn tìm hiểu kỹ Fucadan là gì, thưa quý vị có thể lên màn hình Google bấm là Fucadan là gì, thì có rất là nhiều bài người ta viết. Thì Fucadan là một cái chất mà nó giúp chúng ta ngăn chặn tế bào ung thư không phát triển được và không có cơ hội sống trong cơ thể quý vị. Và đồng thời nó giúp cái người bị ung thư đó không có bị di căn và tế bào nó phát triển chậm ung thư. Cho nên bác sĩ có thêm thời gian để cứu quý vị. Có rất là nhiều hãng bán mỹ phẩm bán Fucadan, người ta lập lờ trong cách quảng cáo. Nói rằng Fucadan trị ung thư. Thưa quý vị, Fucadan không trị ung thư. Fucadan chỉ giúp cái liệu trình trị ung thư chúng ta dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng tại sao quý vị phải chờ đến khi có ung thư rồi mình mới đi trị? Ngay từ bây giờ, hãy dùng Fucadan trước để cái tế bào ung thư nó không có cái cơ hội phát triển trong cơ thể quý vị bằng cách nó thanh lọc cơ thể quý vị. Thưa quý vị, trong cái hộp của công ty Biomore đó, chúng tôi có để rõ ràng phía sau cái hộp. Nếu quý vị cầm cái hộp lên phía sau đó, quý vị thấy rất là rõ là cái hàm lượng Fucadan nó là bao nhiêu. Rồi cái hàm lượng Arabigate là một cái loại nấm Thái Dương. Nấm Thái Dương là gì? Nấm Thái Dương là một cái loại nấm mà khoa học đã nghiên cứu được rằng nó giúp tế bào ung thư không phát triển được và tự phân hủy ở những cái giai đoạn mầm mống đầu tiên. Rồi kế đến nữa đó là nó giúp quý vị, trong đó nó lại có nấm linh chi. Và nấm linh chi là gì? Nấm linh chi là một cái loại nấm mà nó giúp cơ thể quý vị chống chọi được những cái bệnh tật và nó giúp quý vị là tăng cường đề kháng rất là cao. Thì trong cái chai Mega Drink của công ty Billboard, chúng tôi không có dùng từ Fucadan như từ xưa tới giờ. Bởi vì Fucadan đã mất uy tín quá nhiều ở thị trường, người ta đã lạm dụng cái chữ đó. Cho nên dùng cái từ Mekabu là một cái loại tảo nâu ở đảo Mekabu. Đó. Và quý vị dùng cái này đó thì cái hàm lượng của nó như thế nào, Ngọc xin đọc cho quý vị biết nhé. Thì thưa quý vị nhìn trên màn hình đó là cái hộp Mekabu công ty Billmore. Quý vị trong này đó họ nói đó gồm có vitamin C tới là 83%. Vitamin E là 200% nhé. Rồi Tyramin là 500%. Thưa quý vị, đặc biệt nhất á, là cái Fucadan nó extract là 80% Fucadan tươi nằm trong cái chai này, cái hàm lượng lên tới 1.500 mg. Trong một chai là 1.500 mg Fucadan tươi trong chai này. Rồi nấm linh chi là trong này cũng có, rồi nấm Thái Dương cũng có là 60 mg. Thì thưa quý vị, những cái chất này, vitamin C, vitamin E và nấm Thái Dương, nấm linh chi và đặc biệt nhất là 1.500 mg Fucadan tươi. Ở ngoài thị trường á, người ta quảng cáo là 500 mg một viên. Một lần quý vị uống phải là 3 viên hoặc là 5 viên. Nhưng mà thưa quý vị, một cái viên đó không phải là cái nấm không. Đặc biệt khi mà linh chi hay là nấm Thái Dương hay là cái tảo nâu mà đã sấy khô ở cái nhiệt độ cao thì cái dược tính nó không còn nữa, cái hơi nóng mà lúc mình sấy đó nó đã đốt cháy cái dược tính rồi, thì những cái đó nó không còn nữa, người ta chỉ dùng vitamin bỏ vào để bù lại cái lượng dược tính đã mất. Thì quý vị uống giống như không có kết quả nhiều, là bởi vì sao? Là bởi vì cái dược tính đã bị sấy khô nó không còn, cho nên Billmore quyết định dùng cái nấm linh chi tươi, nấm Thái Dương tươi. Mà đây là bào tử nấm linh chi
và bào tử nấm thái dương. Bào tử là gì? Trong một tấn nấm linh chi tươi, nhớ là tươi phải là khô nha, trong một tấn nấm linh chi tươi hay là một tấn nấm thái dương tươi mới trích xuất ra được một ký lô bào tử mà thôi, có nghĩa là một phần ngàn. Bào tử là cái tinh chất đậm đặc của nó, thì trong cái chai này nó có bào tử là gấp một phần ngàn chiết xuất ra, bào tử nấm linh chi, bào tử nấm thái dương và phukadan tươi. Thì khi quý vị thấy đi, 1.500 mg trong một cái hớp của quý vị thôi, ực một cái là 1.500 mg, thì thưa quý vị, tác dụng mạnh tuyệt vời. Và tác dụng là cái gì? Thứ nhất, nó giúp cho cơ thể quý vị thanh lọc được cái nội tạng mà quý vị từ lúc bé tới lớn, chúng ta sống ở Việt Nam hay là sống ở Hoa Kỳ, thì mỗi một ngày đó chúng ta ăn thực phẩm vào, chúng ta hít thở vào, cái môi trường đó, thực phẩm đó nó ứ động trong cơ thể chúng ta lại. Thực phẩm hàng ngày có chất bảo quản, rau cải sấy khô có chất bảo quản, chất tăng trưởng của trái cây, chất tăng trưởng của bảo quản, các chất thuốc xịt để giữ trái cây tươi, quý vị ăn vào mỗi ngày thì nó giữ trong người quý vị đó, nó không có đi đâu được hết. Thì cái loại này nó giúp thanh lọc và tẩy đi, để đi được những cái độc tố mà đang nằm trong cái gan, cái mật, cái thận, cái ruột của quý vị, nó làm sạch đi. Thì khi cái bên trong chúng ta sạch thì cơ thể được khỏe mạnh, thì ung thư không có phát triển được. Ung thư là những cái bú độc, nó nằm có thể quý vị, nó tấy độc lâu ngày dài tháng, nó trở thành ung thư bất trị. Thì ngay từ bây giờ đừng đợi tới ung thư, hãy dùng một tuần chỉ có 2 chai thôi. Một hộp như vậy 10 chai, một hộp 10 chai, một tuần uống 2 chai, một hộp uống 1 tháng trời, 180 đồng, mà mua một tặng một. Trời đất ơi, mua một tặng một nó rẻ vô cùng. Mua một có 90 đồng cho 1 tháng, cho 5 tuần lễ chứ. 90 đồng cho hơn 1 tháng đó, quý vị giữ được cái mạng của quý vị, thanh lọc được cơ thể, và đặc biệt nhất là nó làm sạch nội tạng. Cái nguyên nhân gây đến stroke, nguyên nhân gây tiểu đường, nguyên nhân gây máu cao cholesterol là bởi vì cái nội tạng quý vị không được thanh lọc. Thì những cái mạch máu quý vị, những cái mạch máu chính đó nó bị nghẽn mạch máu, nó dẫn ra stroke, nó bị não, bị đứt mạch máu não là bởi vì máu cao. Mà máu cao là bởi vì sao? Cơ thể không được thanh lọc. Cho nên để chặn máu cao, để chặn cholesterol, để chặn stroke, để chặn cơ thể bị ung thư, ngay từ bây giờ đừng có tiếc tiền. Ngọc Nhi bán 180 đồng một hộp, mua một tặng một, là trong lòng Ngọc Nhi muốn giúp quý vị đừng có ngán tiền. 90 đồng cho 5 tuần lễ, rẻ hơn uống cà phê nhiều, rẻ hơn ăn bánh vặt nhiều, nhưng mà nó giữ được cơ thể quý vị sạch và sống được lâu với gia đình, con cháu và người thân, và mình bảo vệ được gia đình của mình. Còn nằm một chỗ vì ung thư nó đau khổ lắm, khi bệnh rồi mới sợ mới biết. Quý vị chứng kiến người thân quý vị bị ung thư, bị stroke, rồi quý vị sẽ hiểu được cảm giác đó. Thì ngay từ bây giờ bắt điện thoại lên gọi liền, bởi vì Umo là đứng đầu thị trường hiện nay. Trong một chai nó có tới 1.500 mg fucadan tươi trong đó, kết hợp với lại 60 mg bào tử nấm linh chi và bào tử nấm thái dương. Cái bào tử là trong 1.000 kg mới lấy được 1 kg, thì nó mạnh vô cùng. Và hãy lưu ý điều này quý vị, những cái viên thuốc đã được sấy khô rồi thì cái dược chất nó không còn nguyên thủy nữa. Đó là từ xưa giờ điều đó ai cũng biết, mà quý vị không có được tìm hiểu, không có thời gian tìm hiểu, quý vị không biết mà thôi. Một lẫn cả bụm như vậy, 5 viên, 10 viên. Một ngày có những loại thuốc uống 6 viên một lần, 9 viên một lần. Tại vì cái viên đó nó dồn không được nhiều, nó dồn ít lắm thì phải một bụm thuốc mới đủ cái lượng cho cơ thể quý vị. Chưa kể khi mình uống bụm đó vô đó, nó phân hủy theo đường tiêu hóa, đường tiểu, đường đi đại tiện ra, nó chẳng còn giữ là được mấy miligram. Vô ích, tốn tiền một cách vô ích bởi vì nó quá chậm. Còn cái này quý vị ực một chai nước này vô, là nước mà nó thấm thấu cực kỳ nhanh vào từng cái thành ruột quý vị và theo máu lên liền. Nó thấm thấu nhanh gấp 40-50 lần cái viên. Cái viên phải để nó tan ra. Và trong cái viên nó có những cái tạp chất bột nằm trong đó. Còn cái này nó không có. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái thành phần đặc biệt. Rồi cái đến nữa thì ngày hôm nay mua một hộp tặng một hộp. Và trên bàn quý vị sẽ ngạc nhiên thấy rằng, ủa tại sao có cái hộp xanh xanh này? Ok, thưa quý vị, đây là cái hộp, đó, nó là Green Caviar.
đây là một cái thành phần nó gọi là giống như trứng cá xanh của đại dương. Nó là rong nho. Rong nho là gì? Trên màn hình quý vị sẽ thấy những cái dĩa rong nho tươi thành từng chùm, đó là rong nho của Nhật Bản. Thì trong cái rong nho này cũng là chiết xuất ra, lấy ra được cái chất fucadan cho quý vị. Thì bây giờ quý vị vừa uống fucadan, quý vị được ăn cái rong nho tươi này là mình ăn cái fucadan tươi đó quý vị, nó độc đáo lắm. Mà quý vị nhớ nha, trên thị trường nó có nhiều loại rong nho, có hai loại. Một cái loại rong nho rẻ tiền, cái rong nho của nó cái màu tái tái, nó không có xanh, không có tươi. Còn rong nho của Biomo nó xanh mướt, nó tươi và cái hạt nho rất là bự. Đó là loại cao cấp nhất hiện giờ và là sạch nhất hiện giờ. Thưa quý vị, thì trong một bọc hộp như vậy đó, nó có 10 bịch. Thì Ngọc Hiên sẽ làm cho quý vị xem. Đây là cái bịch rong nho, hai quý vị ha, rong nho tươi. Thì trước mặt quý vị là cái ly nước, Ngọc Nhi vừa lấy cái chai nước này ra xong nhé. Bây giờ Ngọc Nhi bắt đầu cắt cái rong nho này thả vào bình nước thì nó sẽ nở ra và quý vị ăn như thế nào. Như chỉ quý vị, một hộp như vậy đó nó gồm có 10 bịch, đó là giá là 50 đồng. Ngày hôm nay quý vị sẽ được mua 3 tặng 1. Việc gì mở ra nó là như vậy nè ha, thấy dễ thương không? Cái bịch nhỏ xíu nó có nước biển trong này nè quý vị, cho nên mình phải xả thôi, nó mặn lắm quý vị ha. Rồi quý vị nhìn thấy nó nhỏ xíu đúng không? Ngọc Nhi cắt nó ra nhé. Và quý vị nên nhớ nè, rong nho này là rong nho có nguồn gốc rõ ràng, đừng có mua những cái loại không có nguồn gốc, quý vị mua về ăn đau bụng chết. Rồi nhá, qua dọc như đổ nó vào. Ok, quý thấy thả nó vào trong cái ly nước này, gọc như vậy lên nhá. That's it. Thì trong vòng khoảng 1-2 phút nó sẽ được ngậm nước trở lại và nó sẽ nở ra thành từ những cái chùm như nho đó quý vị. Khi quý vị bỏ vào đây đó, quý vị ngâm khoảng 5 phút, quý vị xả. Rồi quý vị ngâm lại, quý vị xả khoảng chừng 5-3 lần. Thì quý vị ngâm 5-3 lần như vậy đó thì nó hết cái nước mặn. Tại vì nước biển mà quý vị, người ta lấy cái nước biển theo cho nên nó rất là mặn. Thưa quý vị, cái rong nho của Biomo, quý vị nhìn cái màu đi. Nó rất là tươi, nó rất là xanh tươi, rất là đẹp. Một số loại rong nho mà người ta mua những cái nơi không tiện nói, không có rõ nguồn gốc, thì cái vùng biển của người ta đó là cái vùng biển bị ô nhiễm, chẳng hạn như là Formosa, wherever. Thì hiện giờ có rất là nhiều người bán trên Facebook, bán trên online quảng cáo rong nho, nhưng mà rong nho nếu nguồn gốc xuất xứ từ những cái vùng biển bị ô nhiễm, thì đặc biệt đó là người ta nuôi á, người ta không nuôi ngoài biển tươi được. Ở Nhật Bản đó thì người ta phải trồng ở ngoài biển, người ta không sợ ăn cắp. Còn ở các nơi khác đó, họ sợ là bị dân vô hái ăn cắp, thì họ phải nuôi trong những cái hồ gần biển, dẫn cái đường kênh nước biển vào để nuôi. Những cái hồ nước đó nó không có được nước lưu thông ra vô, nó sẽ có những cái loại trùng trong nước, những cái loại vi trùng, vi khuẩn nó ứ động những cái hồ nước tù động đó. Thì khi cái rong nho nó hút cái nước của nó sống mà, thì trong cái rong nho nó có cái gì là tự vị biết được rồi. Đó, mình ăn vào thì quá trăm nó độc tố vào người mình đó lại rồi. Cái đúng không? Tại vì cái nước nó được nuôi từ cái nước ao tù thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Rong nho không phải là ở đâu bán cũng vậy. Thì khi mà rong nho nó bắt đầu nở ra nè quý vị, Ngọc như nãy giờ nói chuyện chưa tới 1 phút nó bắt đầu nở ra nè. Ok. Thì thưa quý vị, quý vị xả cái nước này bỏ, rồi quý vị để nước khác khoảng xả khoảng 5-3 lần thì nó không còn mặn nữa. Lúc này vớt ra để vô tô và ăn thôi. Thì thưa quý vị, nhớ lưu ý rong nho quan trọng nhất là cái vùng nước mà trồng rong nho, chứ không phải là muốn mua đâu là mua. Quý vị ăn vào miệng mà cái vùng nước trồng rong nho đó mà nó ô nhiễm thì quý vị ăn cái ô nhiễm, cũng như không thì ăn rong nho làm cái gì. Thì đây thưa quý vị, Ngọc Nhi giới cho quý vị xem nhé. Ok, bây giờ nó nở ra đều rồi nha quý vị nha. Ngọc Nhi bắt đầu vớt ra, xả ra cái tô thứ nhì. Đây là cái tô nước thứ nhì ha, Ngọc Nhi bỏ nó vào nhé. Bỏ nó vào cho quý vị xem. Ngọc Nhi ăn cho quý vị xem luôn nữa đó. Ok, rồi đây. Đây là cái tô rong nho thứ nhì. Khi mình xả qua vài lần đó thì nó sẽ đỡ mặn, tại vì cái nước biển nó sẽ nhả ra và nó ngậm cái nước khác vào. À, nếu mà camera quay cận đó, quý vị sẽ thấy được cái rong nho trên tay Ngọc Nhi đó, nó rất là to. Ngọc Nhi xả 2 lần nước nha cho quý vị xem nha. Rồi Ngọc Nhi xả qua cái lần nước thứ ba nữa đây. Ngọc Nhi đem chuẩn bị 3 cái thau nước cho quý vị luôn. Ok, rồi bây giờ Ngọc Nhi xả ra cái lần nước thứ ba cho nó đỡ mặn thôi. Thưa quý vị nhìn thấy nè, chưa xả đâu. Quý vị nhìn thấy nè, nếu mà camera quay gần đó, quý vị thấy trên tay Ngọc Nhi nè, những cái chùm rong nho nè, rất là đẹp thưa quý vị. Thì quý vị biết không, cái Ngọc Nhi xin nhắc lại đó, cái quan trọng nhất là cái gì? Là cái rong nho từ vùng biển nào, quý vị nhìn thấy nè, nó từng chùm nho, quý vị thấy không? Mà cái màu xanh rất là tươi, cái màu xanh rất là đẹp, rất là độc đáo.
có những loại vị khua bịch ra không muốn ăn. Rồi sao cái màu nó xám xám, cái màu xanh nó kỳ vậy? Thì thưa quý vị nhìn, nhìn từng chùm nho nè. Giờ hớt lên cho quý vị xem hết nha. Quý vị thấy không? Đó, từng chùm nho rất là giòn, rất là tươi. Đây là fukadan tươi nha quý vị nha. Đây là fukadan tươi. Rồi Ngọc Nhi rớt rớt ra cái dĩa nha, quý chỉ quý vị cách dùng ha. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi hay ăn cái này đó là một tuần Ngọc Nhi ăn một hai lần. Quý vị nào ăn chay, quý vị nào cần có protein trong người, ăn này cũng tốt lắm. Thứ nhất là nếu quý vị không muốn trong tương lai con của quý vị, cháu của quý vị không bị cận thị, đây là thần dược để ngăn ngừa cận thị. Nếu quý vị ngăn ngừa cholesterol, máu cao, tiểu đường, rất là hay trong vấn đề control tiểu đường, nó thanh lọc cơ thể hay lắm quý vị. Và ngăn chặn ung thư không phát triển trong người quý vị được. Và đặc biệt đây là fucoderm tươi, người ta dùng cái tảo này để người ta làm ra fucoderm luôn đó quý vị. Thì bây giờ ha, rồi Ngọc Nhi ăn như thế nào? Trên bàn thì có một cái chai là sesame, cái này nó gọi là deep roast sesame seed, sesame cái chấm mình chấm đó. Thì quý vị đi chợ Costco ha, bất cứ chợ nào quý vị thấy cái chai này nha quý vị nha. Chai sesame này nó gọi là cái sốt mình chấm, mà cái này là sốt sesame thôi của Nhật Bản. Thì quý vị chế nó ra quý vị ăn rất là ngon. Quý vị khi vị ngâm nó nở ra như vậy rồi đó ha. Bắt đầu nó nở ra rồi nha quý vị nha. Nó nở ra rồi nè. Rất là đẹp đúng không quý vị? Rất là đẹp. Ngọc Nhi đang lấy cái dĩa thì để cho quý vị xem lên nha, cho nó nhiễu nước xuống hết đi. Ngọc Nhi ăn cho quý vị coi. Khi nó nhiễu nước xuống hết như vậy đó, quý vị để ra cái dĩa khác ha. Rồi. Quý vị nhìn thấy nè. Nhá. Nằm cái dĩa này quý vị. Quý vị thấy không? Rất là đẹp mà ăn rất là giòn. Lúc này đó bắt đầu cái mình lấy cái sốt Ngọc Nhi nói đó, quý vị rưới nó lên cái gắp đũa ăn thôi hả. Một gia đình một này một bịch nó nở ra như đây nè quý vị. Nếu mà nhà mình khoảng 4 người, 4 người trở lên thì quý vị làm hai bịch. Thì Ngọc Nhi khui cái chai này ra cho quý vị xem nhé. Thì mình ăn á nó chấm vào ăn thôi và ăn rất là ngon và rất là thơm, mà ăn đúng được cái sốt của Nhật Bản của nó nữa thì thôi là xuất sắc rồi. Thì Ngọc Nhi thường thường như làm này nè, Ngọc Nhi con Ngọc Nhi đó, một cô bé 9 tuổi và thằng 16 tuổi, nó ăn thường xuyên. Tại sao? Để nó ăn là mà nó ngăn chặn cho quý vị không có bị bệnh đó quý vị đó. Và ngăn chặn cho nó sau này lớn lên nó không có bị là bị cận thị. Bắt đầu như chế vào quý vị nhìn thấy nè ha, như khui ra rồi ha. Rồi cái dĩa hồi nãy là như để rồi quý vị thấy không, đây nè cái dĩa rong nho nè ha. Rồi dọc như bắt đầu như chế cái sốt là một tí xíu thôi. Rồi bây giờ mình trộn lên nha quý vị nha, mình trộn lên quý vị nhìn thấy nè, như trộn cái sốt vào cái rong nho rồi nè ha, quý vị thấy không? Đó, thì mình ăn thôi. Cái mùi thơm của mè, của dầu mè đó quý vị, kết hợp với là cái mùi đậu phộng đó quý vị, rất là ngon. Ăn thử cho quý vị xem nhé. Cũng như rất là thích món này, nó rất là giòn, quý vị nghe mình ăn rất là giòn. Ngon là ngon luôn, ngon lắm quý vị. Mình thưa quý vị đây làm. Quý vị phải nhớ muốn ăn ngon đó là dùng cái sốt này nè, Ngọc Nhi mê sốt này lắm, rất là ngon. Quý vị mua đó quý vị hỏi hỏi nhân viên nó chỉ quý vị nha. Rồi thì một tuần ăn hai lần, các bác lớn tuổi, các chú bác ăn chay, các anh chị ăn chay, các cháu nhỏ sợ bị cận thị, mình sợ cholesterol, mình sợ tiểu đường, mình sợ cao máu, và đặc biệt là thanh lọc đường ruột, thanh lọc cơ thể, thanh lọc gan cực kỳ hay. Quý vị ăn thường xuyên da rất là đẹp bởi vì nó giúp cái da của quý vị. Quý vị nghĩ đi, cái Fukadan từ cái chai Mekabu này, từ cái này người ta làm ra, người ta chiết xuất nó ra để làm ra cái Fukadan mà bán hàng trăm đô một hộp. Thì quý vị nghĩ đi, mình chấm sốt vô rồi, bây giờ nó nở ra nè, đó mình chấm sốt mình ăn tươi như vậy, nó tốt hơn rất là nhiều. Mình phải đi mua thuốc mình uống. 50 đồng một hộp, nó gồm có 10 gói. Mua 3 tặng 1 thì tính 150, mình chia cho 4 đi. Có ba mấy đồng một hộp hả? Ba mấy đồng một hộp có 10 bịch. Một tuần mình ăn hai lần, mỗi lần hai bịch cho một nhà 4 người, tính nó có 1 2 đồng bạc thôi, nó rẻ cực kỳ rẻ. Nhưng mà ngăn ngừa ung thư, đừng đợi tới lúc ung thư rồi mới lo đi mua Fukadan uống. Thưa quý vị, chương trình đặc biệt ngày hôm nay là mua một hộp Mekabu 180 đồng được tặng một hộp. Mua một hộp tặng một hộp. Và nếu quý vị mua 3 hộp Mekabu tặng 3 hộp thì được sẽ được tặng một cái hộp
rong nho tươi này. Mua 3 hộp thì sẽ được tặng một hộp này. Quý vị nha, đặc biệt lắm. Thì mua 3 tặng 3 và tặng thêm cho quý vị cái này nữa để quý vị ăn thử. Đó, nhưng hay nhất là nếu quý vị gọi ngay bây giờ. Gọi ngay bây giờ nhá. Thì quý vị sẽ được mua 1 tặng 1. Mua 3 tặng 3 và tặng thêm cho quý vị một hộp rong nho tươi trị giá 50 đồng để quý vị ăn thử để quý vị biết. Đây là những cái loại mà ngăn ngừa ung thư. Người Nhật Bản người ta ăn cái này trong từng bữa cơm người ta. Bây giờ anh chị nào rành đi ăn sushi thử coi. Đi vào nhà hàng sushi đi. Nó quất một dĩa mấy chục đồng bạc mắc muốn chết mà có mấy bịch thôi. Đang nói quý vị mua tính ra đâu quý vị được miễn phí bữa nay nè. Rồi đặc biệt nữa là nó là rong nho tươi. Thì thưa quý vị, sau khi mình chế sốt vô thì nó sẽ xẹp xuống. Nhưng mà nó rất là thơm, rất là ngon và rất là giòn, ăn ghiền luôn đúng không quý vị? À đặc biệt nữa là nó giúp giảm cân. Thưa quý vị ha, thưa quý vị, hiện giờ đó, xin nhắc lại, có rất là nhiều Fucodan ở thị trường. Nhưng mà cái hàm lượng nó là bao nhiêu và nó kết hợp với cái gì, đó là điều quan trọng. Ngọc Nhi thì không có mướn những người nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo. Ngọc Nhi không có mướn những người nổi tiếng quảng cáo cho mình. Bởi vì Ngọc Nhi là người đẻ ra sản phẩm, Ngọc Nhi biết đó là cái gì trong đó. Ngọc Nhi dùng chính cái uy tín 15 năm điều hành công ty và chính bản thân Ngọc Nhi quảng cáo cho quý vị. Thì quý vị đã yêu thương tin tưởng Bimo 15 năm qua rồi. Thì trong một cái chai này vẫn là 1.500 mg trong một chai, chứ không phải là 5-300. Và hoàn toàn không có tạp chất vitamin E, vitamin C. Cái hay nhất là kết hợp với bào tử nấm linh chi và bào tử nấm thái dương. Đặc biệt nữa là rong nho tươi được tặng kèm theo ngày hôm nay. Và ngày hôm nay nếu quý vị gọi vào order cái rong nho tươi này không đó, thì mua 3 hộp tặng 1 hộp nha quý vị nha. Thì đây là một cái loại là tảo tươi, quý vị, hình trái nho, những cái loại rong biển hình trái nho. Quý vị ăn rất là tốt cho sức khỏe của mắt, không bị khô mắt, đau mắt hột, không bị lão hóa mắt và các cháu không có bị cận, không bị cholesterol, giảm tiểu đường, giảm cao máu và đặc biệt là thanh lọc cơ thể quý vị, nhất là thanh lọc gan để quý vị có được một cái làn da đẹp. Ăn một tuần 2-3 lần, nám sẽ bay mất bởi vì nó lọc được cái độc tố của gan đó quý vị, rất là hay quý vị. Một lần nữa hãy gọi ngay bây giờ để được chương trình này, mua 3 hộp, tặng 3 hộp và tặng thêm một cái hộp rong nho. 1-888-933-7624 1-888-933-7624 Công ty mỹ phẩm Forever Beauty More. Nhân viên sẽ hướng dẫn quý vị từng cái chương trình, từng cách để mà làm sao để ăn cho đúng. Ngọc Nhi xin rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi trong nhiều năm qua. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào.